Xin chào các bạn, mình tên là Linh, sinh năm 1997, hiện đang sống và làm việc tại Quy Nhơn. Mình tham gia khóa học Machine Learning ở Phoenix khi đang là sinh viên năm 3 của một trường đại học sư phạm. Đang trong quá trình học thì mình được Phoenix kết nối và làm việc tại FPT Software Quy Nhơn với vị trí là AI Engineer Fresher. Thì mình nhận thấy rằng là các cái trong quá trình làm vừa học thì mình nhận thấy rằng là các bài giảng và các cái project cuối kỳ của Phoenix thật sự gắn liền với những dự án thực tế mà công ty đang giải quyết. Hơn nữa các anh chị mentor, các chị mẹ Hana đã giúp đỡ mình cực kỳ nhiệt tình và chu đáo. Do đó mình đã hoàn thành tốt chương trình học tại Phoenix và mình được nhận là nhân viên chính thức tại đơn vị với một mức lương cao hơn. Mình thật sự rất biết ơn Phoenix vì đã cho mình những trải nghiệm quý giá, một bước khởi đầu cực kỳ thuận lợi với một đứa chuyển ngành như mình. Thật sự mình rất cảm ơn Phoenix và các anh chị mentor ạ.